Vâng, Yamaha U1H với một series không cao nhưng một âm thanh rất là dễ nghe, rất piano. Tôi vẫn nói với mọi người rằng U1H luôn là sự lựa chọn có thể nói là rất là hoàn hảo, rất là hợp lý với tất cả các em nhỏ khi bắt đầu học đàn piano, bởi vì cây đàn nó có mức cao vừa phải, tức là một chiều cao chỉ 1m21 thôi, thì cái sự kiểm soát âm thanh của các con sẽ dễ hơn rất nhiều là một cây đàn to đấy, và cái lực trên phím nó cũng rất vừa phải, rất dễ chơi và trông nó cũng xinh xắn, hợp với các con đấy. Nên U1H luôn luôn là một sự lựa chọn rất hợp lý với các em nhỏ bắt đầu đàn piano, và tôi muốn nhấn mạnh như vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhìn qua hình thức của cây đàn rất là đẹp phải không ạ? Đấy, trên nắp cũng rất đẹp, và chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái phím của cây đàn. Rồi. Đấy. Rất tốt như thế này. Rồi. Đấy. Sang cái vai, cái màu sắc của cây đàn các bạn thấy có độc đáo không ạ? Rồi. Một màu gỗ thiên về màu nâu nâu cánh gián, nhưng mà nó lại thiên về nâu nâu và nâu ghi, rất là đẹp. Chúng ta cùng xem sao bót của cây đàn. Sao bót của cây đàn các bạn xem. Vâng. Khi người ta thiết kế rất hay là cái gỗ tự nhiên nó rất là vàng, các bạn thấy không ạ? Vâng, bốn cột trống chắc chắn và màu gỗ đậm thể hiện cái gỗ rất là trong lõi. Sang sườn bên này. Đấy, cũng rất đẹp. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần bên trong. Vâng. Các bạn sẽ thấy rằng là U1H. Vâng. Với các cái pin này này, đây là cái mà tôi vẫn nói với mọi người rằng là quan trọng nhất. Các bạn khi đi mua đàn phải để ý nhất là cái chốt pin này. Cái thứ mà chúng ta nhìn thấy nhưng mà lại rất khó xác định được về cái lực của nó. Đấy. Chỉ có những nhà chuyên môn mới biết được là cái lực của cái chốt pin này đang giữ là mức nào. Đấy. Thế nên là chúng ta cần có những cái căn cứ để mà xác định nó. Đấy. Cái action này rất là mới, rất tốt. Và tiện đây các bạn xem cái búa này là cái búa mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất đúng không ạ? Các bạn thấy là cái chiều dày từ điểm gỗ này cho đến ra đầu búa cho đến lên các cạnh này nó bằng nhau. Và nó rất dày như thế này chứng tỏ cái hao mòn của người chủ trước rất là ít. Đấy. Rất là chặt như này. Đấy. Các bạn xem cái dây co này, lò xo này, cái da trong này này, cái dạ này. Đấy, nó có đều không, nó có đầy đủ không này. Các cái chân đế thế này, các cái dạ nó có đủ không, nó hay bị bong không này. Đấy. Đấy. Dạ này. Đấy, tôi nhìn hết cho các bạn. Và cây đàn này rất đầy đủ. Nó cũ nhưng cũ rất đều. Hoặc cũ nhưng cũ rất đều. Và chúng ta cùng xem ở dưới xem. Babidan được bảo dưỡng rất là sạch sẽ đẹp thế này. Cái đầu dây này các bạn nhìn này, nó không bị gì. Đấy, không bị han gì. Đấy. Cái dây đồng đã được bảo dưỡng lại rất là sạch. Rồi. Cái thùng vang cũng rất là sạch, các bạn thấy không ạ? Tôi nghĩ rằng là với một cây đàn U1H vâng, series vừa phải, màu sắc độc đáo và rất là đáng yêu để chúng ta tìm hiểu về nó. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bên Hiệp hội Piano Nhật họ đã quyết định đánh giá cây đàn này với cái mức như thế nào. Wow, đấy, hai tiêu chí chính. Các bạn sẽ thấy là body B. Và hầu hết là Việt Nam mình nhất là đấy, thì ít người nhập trên B lắm. Bởi vì là B là đẹp rồi. Và người ta đánh giá từ A cộng cho đến tận 18 đắc cơ. Ki B cộng vẫn còn tốt. Pin, đấy, cái chốt giữa dày tôi muốn nói rằng đây là một cái căn cứ rất quan trọng để các bạn xác định là cây đàn nó còn giữ dây được tốt không. Nếu như cái chốt pin này này mà nó không tốt thì cây đàn rất hay xuống dây, nó sai âm thanh, và cái sự sai âm thanh đấy là rất tệ cho tai của chúng ta khi học nhạc. Action B cộng hao mòn rất ít, và sao bót A hay cái thùng vang tôi vừa nói lúc nãy, và một cây đàn được đánh giá như thế này thì rất yên tâm để cho con em chúng ta bắt đầu học đàn piano, và thậm chí chúng ta những người đam mê chơi đàn piano mà có nội thất hợp với cái màu cây đàn này thì cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, bye bye.